Yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Mình có nhận được một số câu hỏi như là tại sao cái sự kiện hồ sơ Battle Sango nó kết thúc rồi mà vẫn chưa nhận được cái cục Pokeball đấy, cái lưới bắt thú ấy. Thì thời gian còn lại trong cái sự kiện này là khoảng 5 ngày 16 giờ nữa. Và xem phần chi tiết sự kiện thì anh em đã hoàn thành khoảng cả 4 phần rồi đúng không? Anh em thường đang ở phần hồ sơ Battle Sango sự công nhận. Và anh em đã nhận được cái con chó ngậm ngoạm kiếm hay là chó đội nón á. Nó ghi là sau khi sự kiện kết thúc, nhà lữ hành phải hoàn thành nhiệm vụ thế giới Thiên La Địa Võng mới có thể đổi đạo cụ Thiên La Địa Võng ở chỗ NPC. Và nó ở ngay gần chỗ bán cá này. Thì cái điều này nó nói lên rằng là anh em đang ở cái giai đoạn mà chưa nhận được cái nhiệm vụ thế giới Thiên La Địa Võng. Và trong khoảng 5 ngày nữa khi nó kết thúc sự kiện thì anh em mới nhận được. Thực ra thì nó hơi lâu nhỉ anh em nhỉ. Cái hôm mà mình làm xong cái sự kiện hồ sơ Mantasago Huyền Võ Giả này, cái phần cuối ấy, sau khi khiêu chiến với con boss xong thì mình cứ tưởng là cũng mua được cơ, nhưng hóa ra là không phải anh em ạ. À, nói chung là chỉ là một chút hiểu nhầm thôi nha, không phải là nó bị lỗi gì đâu, mà chỉ là anh em phải đợi thôi, phải đợi thêm thôi. Ok, một chút thông tin thêm, đó là cái con chó đội nón với cả chó ngoạm kiếm ạ, nó có khả năng giúp anh em luyện tập combo trong ấp trần ca nha. Mình đã xem một vài cái đoạn clip ngắn ở trên mạng vô cùng thú vị luôn, nhưng mà vào chuỗi combo ấy thì nó đỡ khủng khiếp lắm. Chém không trúng một cái nào luôn ạ. Quá đỉnh, nó đỡ quá đỉnh anh ạ. Chào mấy thằng samurai bên ngoài xách tép cho nó. Thề con này mà nó vào La Hoàn được thì nó phải một mình nó 36 sao anh em ạ. Có trúng không anh em? Không, đỡ được hết. Chém nhanh như Bayonetta nó cũng đỡ được. Mình thử lấy combo xoay kiếm của Noel xem nó có đỡ được không. Đỡ được hết luôn. À, quá đỉnh. Khả năng của con chó này là vô hạn anh ạ. Nhắm. À, nó đỡ đạn luôn anh em. Con này nó đỡ được cả đạn luôn này. Trời ơi, quá đáng sợ luôn. Không có một cái gì là nó không đỡ được. Anh em có thể tìm 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 ra cái cách gì làm cho nó không đỡ được đòn đánh không? Anh em hãy để lại bình luận nha. Ok, cái vị trí mà shop NPC nó sẽ bán thì nó ở khu vực này anh ạ. Mình xem trên hình thì nó khoảng ở khu đây. Có thể nó ở cái chấm đấy. Lúc nó ra thì anh em thấy ngay thôi mà. Ok, cái thứ hai mình muốn nói đến đó là khi mà anh em có cái lưới bắt thú đấy thì nó có rất là nhiều loại thú luôn, và anh em sẽ hỏi mình là bắt ở đâu, vị trí như thế nào. Thì nếu như để chỉ ra tất cả vị trí của thú ở trong game ấy thì mình nghĩ video sẽ rất là dài, cho nên là mình sẽ chỉ anh em cách tìm những cái con đấy nha. Có công cụ tìm rất là dễ luôn. Đầu tiên anh em mở cái thư viện lên, nó sách sinh vật này, cái phần chân thú, đây là quái vật này, còn chân thú đây đó, thì những cái loài mà nó có thể bắt được nó có lưới ở đây nha. Thực ra là khá là nhiều đấy anh em. Vậy khi mà mình xem được những thú nhỏ trong đây rồi thì làm sao để tìm được vị trí của nó để bắt? Thì đơn giản thôi đúng không anh em? Đó là sử dụng cái web bản đồ. Mình sẽ mở web bản đồ lên nha. Đây, mình đang mở web bản đồ của MiYoYo chính chủ luôn. Khi vào web bản đồ thì anh em có thể bấm cái phần menu bên tay trái này lên. Đây đây, động vật đây, nó ở ngay phần dưới cùng anh em ạ, phần dưới cùng luôn nha. Ví dụ về loại bồ câu nhá, và bồ câu đỏ cũng như là bồ câu đen. Trời ơi, nhiều loại bồ câu quá. Năm loại bồ câu này mình cứ tưởng rằng là nó chỉ hiển thị là bồ câu ở trên cái web bản đồ thôi, nhưng thực ra là không phải nha anh em. Trên web bản đồ nó hiển thị đầy đủ. Đầu tiên ví dụ là bồ câu trắng chẳng hạn, thì anh em có thể thấy là ngay bãi stream của Timmy này. Tiếp theo là bồ câu đen chẳng hạn, thì đây đó, ở trên cầu cũng có luôn, tức là bồ câu trắng và bồ câu đen nó đứng chung với nhau. Và ở một số khu vực khác cũng có nữa, ví dụ như là ở cổng đá này là cũng có này. Và tiếp theo mình muốn tìm bồ câu xám chẳng hạn, mình zoom web to lên xem bồ câu xám nào đâu. Bồ câu xám là ở chỗ dịch chuyển bên Liyue ấy, anh em mà dịch chuyển xa xa, dịch chuyển gần cái điểm này là nó bay mất ngay. Ok anh em ơi, trong cái list mình vừa nói ấy thì có một vài loại là cái web bản đồ này nó chưa update được nha anh em. Ví dụ như là con quạ chẳng hạn, thì để giải quyết cái điều này bằng cách nào, đó là sử dụng cái nguồn khác. Cái trong web bản đồ này nó sẽ cập nhật thường xuyên và từ từ nó sẽ có hết thôi anh em. À, mình chỉ cần bình tĩnh là được. Còn ví dụ như anh em muốn bắt những loài thú mà nó không có trong danh sách này mà có ở trong game, mà ví dụ như quạ chẳng hạn hoặc là một số loài khác ở đây mà anh em không thấy, thì mình sẽ chỉ anh em bằng cách mình sẽ cung cấp cho anh em vài cái link mà có thể giải quyết được vấn đề này. Đầu tiên đó là một cái bài đăng của một thành viên ở trên HoYoLab. Người chuyên này đã tổng kết tất cả những loài động vật hoang dã có trong game và trong một bài viết này. Hiện tại thì bài viết đã không được update nữa, nhưng mà thông tin trong này rất là đầy đủ luôn anh em có thể thấy hết ở đây. Ví dụ mình có thể search được con quạ chẳng hạn. Thực ra là trong này toàn tiếng Anh thôi, nó hơi phiền một chút. Ví dụ như quạ ở đây thì anh em có thể search và người ta cho thấy rằng là con quạ này có thể tìm thấy Inazuma. Một vài có thể con ở gần đền Narukami. Ok, mình sẽ vào thử luôn nha.
Ví dụ mình đang tìm món quà chẳng hạn, trong trường hợp là cái web bản đồ nó không có và mình phải tìm ở trên những cái thông tin bên ngoài. Hiện tại là người ta cung cấp cho mình là quà ở đền Narukami. Nó còn ở vài nơi khác nữa cơ anh em. Nói chung là mình chủ yếu cần phải search. Nếu mình không nhầm thì quả nó ngay đây đây. Đó, mình làm mất chạy mất món quà rồi. Món quà đấy anh em, nó kêu quả quả. Thông tin vừa tham khảo cũng khá là đúng. Ở một số địa điểm khác có quả nữa như là cái khu vực này, mình thấy hay đi qua đây hay có quả này. Và một cái chỗ làm nhiệm vụ nữa ở đoạn này cũng hay có quả này. Phần này là phần dành riêng bắt quả đâu. Tránh xa mấy con kia cả. Cái team này của mình có build đâu. Giờ vào đánh nó mệt mỏi lắm. Okay. Đây đây, quả đây anh em. Nó đậu trên, nó đậu trên cái thùng hàng ấy. Đông lắm luôn. Này mà có Pokeball này anh em lém này anh em bắt được quả này. Vị trí là đây nha anh em. Chung là nhiều lắm. Ok. Về quay trở lại, xin được quay trở lại cái bài đăng của thành viên ở trên HoYoLab. Trong trường hợp mà anh em không muốn dịch thì anh em có thể đổi cái thông tin tiếng trong game thành tiếng Anh. Đó tìm trên này là nó cũng sẽ ra được những cái con mà anh em đang thiếu. Cái này dành cho anh em nào đam mê bắt Pokemon, bắt thú thôi chứ thực sự mình nghĩ là không có nhiều người quan tâm đâu. Mình nghĩ thế, còn anh em nghĩ sao? Ok, anh em hãy để lại bình luận nha. Đây là một cái list, anh em hãy lấy cái link này trong phần mô tả nha mọi người. Phần mô tả của video á. Cái thứ hai, link thứ hai mà mình muốn gửi anh em đó là cái link của trang game8.co. Thì cái game này, cái trang này nó cũng cập nhật khá là thường xuyên cái thông tin tương tự như thế này. Đây là danh sách của động vật ở trong game này. Còn tối ưu nhất thì vẫn là dùng cái trang web bản đồ này. Thì vài nữa là nó cập nhật cái thông tin trong cái bản đồ này, anh em tìm nó dễ dàng hơn nhiều. Đây là tất cả động vật này mình nghĩ là đều có mặt ở Montat và Liyue. Còn Inazuma thì nó chưa update. Thế thôi. Chồn sóc trắng đây. Mình thấy con chồn sóc trắng này nó khá là hay. Và nó khá là cute. Mình sẽ đi tìm xem nó ở đâu nha anh em. Chắc chắn là nó hiển thị đúng rồi anh em. Mình chỉ muốn cho anh em thấy ngay trên video thôi. Trời ơi, ăn một hit chết luôn. Vãi thật. Nó ác như thú vậy đó anh em. Chiến đấu cẩn thận, không đốt chết hết cả thú bây giờ. Ôi mình thấy nó rồi kìa anh em. Sau khi mình đấm nhau, đánh nhau đùng 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 đùng. Sau khi đánh nhau đùng 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 thì mình phát hiện ra con trồn nó ở đây. Anh em phải đợi một lúc nó mới ra nha. Nhưng mà thấy mình nó vẫn chạy kìa anh em. Nói chung là anh em phải tận dụng cơ hội khi thấy nó là phải ném quả Pokemon bắt nó luôn nha. Ok. Về cơ bản thì thông tin trong video là như vậy. Nếu anh em có vấn đề thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận nha. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em đã trở thành một người thì huấn luyện Pokemon tài ba và sớm đạt được những cái huy hiệu gym đến từ các quốc gia. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.